Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Vua Xe xin báo giá đến quý vị các bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả của dòng xe bán tải. Đây chính là chiếc Ford Ranger WagonTech, cái phiên bản số tự động một cầu bản cao cấp. Hiện tại thì bản này thì đang có cái giá limit là 853 triệu và chúng tôi đang giảm giá lên đến 53 triệu đồng. Giá bán cụ thể là 800 triệu. Mời các bạn cùng đón xem và theo dõi. Cái bản một cầu này thì cũng được trang bị đầy đủ những cái tính năng như cái bản hai cầu, cũng có đèn pha hít projector, có cảm biến trước và cảm biến sau. Đây cái phía trước đấy ạ, hộc gió nhìn rất đẹp và phong cách. Đây là cái cụm radar phía trước này. Bên trong xe thì ghế da pha nỉ phong cách, có chìa khóa thông minh, nút khởi động start stop, điều hòa tự động hai vùng khí hậu, hệ thống 6 thứ khí. Đây là cụm đèn pha. Đây là cụm la răng. Bật lên xuống này, hốc gió này. Hốc gió thì cái bản một cầu chỉ có chữ Ranger thôi. Bản hai cầu thì sẽ sử dụng chữ Biturbo. Thì hiện tại thì cái bản này thì sử dụng động cơ 2.0 lít turbo và hộp số tự động 10 cấp. Tiếp đến là phần đuôi xe. Chúng tôi có 5 màu, ngoài màu trắng này ra còn có màu đen, màu xám, màu bạc, màu đỏ cam để các bạn lựa chọn. Các bạn quan tâm đến cái dòng xe bán tải này thì có thể liên hệ chúng tôi theo số hotline là 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Ford Thanh Xuân, để chúng tôi báo giá đến quý vị các bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả tốt nhất của cái dòng xe này. Nếu các bạn cảm thấy kênh Vua Xe của chúng tôi hay thì rất mong quý vị các bạn có thể like, share, comment để kênh của chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều hơn, vì chúng tôi luôn báo giá công khai tất cả các sản phẩm của mình. Vua Xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.